để trở thành một siêu cường như ngày nay. Hành trình kiến tạo nên sự vĩ đại của nước Mỹ không thể thiếu được dấu ấn của bốn đại gia tộc tư bản giàu có sau: Cornelius Vanderbilt, người từ một kẻ nhà quê thô lậu bị coi thường bởi giới thượng lưu New York, đã trở thành một tycoon của ngành vận chuyển đường biển và đường sắt của nước Mỹ. Cortland, đế chế định hình nên nền kinh tế Mỹ từ những năm 1960. Đây không chỉ là câu chuyện về một tập đoàn lớn mạnh mà còn là hiện thực của ngành năng lượng Mỹ. Gia tộc Morgan, với những sự thật đứng đằng sau bức bình phong của gia tộc ngân hàng lâu đời nhất nước Mỹ qua 3 kỷ nguyên đầy biến động. Và đó là gia tộc Rockefeller, giàu nhất, nhân tử nhất, thế nhưng cũng đầy tai tiếng và bị ghét nhất của nước Mỹ, là những từ để mô tả về nhà tài phiệt dầu mỏ Rockefeller, khám phá hàng loạt những thế lực khủng trong các lĩnh vực ngân hàng, dầu mỏ, năng lượng và vận tải qua combo sách Tài phiệt kiến tạo nước Mỹ, bộ sách phơi bày con người và sự nghiệp của bốn nhà đại tư bản của nước Mỹ tới từ nhà Alpha Book. Nhắc tới ngành tài chính thế giới, ắt hẳn phải nhắc tới phố Wall, con phố duy nhất không bao giờ ngủ. Và như một lẽ tất yếu, khi nhắc tới phố Wall thì không thể không nhắc tới JP Morgan và Morgan Stanley, một tượng đài bất tử, một huyền thoại vĩ đại nhất của ngành tài chính thế giới. Được mệnh danh là ông trùm của những ông trùm, là cá mập hùng mạnh nhất của nền tài chính Hoa Kỳ. Trong suốt hàng thế kỷ, gia tộc Morgan đã không ngừng lớn mạnh, sáp nhập rồi thâu tóm các đối thủ khác và trở thành biểu tượng không thể bị xô đổ của nền kinh tế Hoa Kỳ. Ngay từ giai đoạn cuối thế kỷ 19 và đầu thế kỷ 20, khi mà nền tài chính ở Mỹ đã bùng nổ, gia tộc Morgan khi đó đã nhanh chóng lớn mạnh và thực sự trở thành đế chế nắm cả nước Mỹ trong lòng bàn tay. Từ bước đà đó, đế chế Morgan đã biến nền kinh tế non trẻ của Mỹ thành một cường quốc công nghiệp mạnh nhất thế giới. Và vĩ đại hơn, gia tộc này đã thay đổi cán cân kinh tế thế giới khi đưa trung tâm tài chính thế giới dịch chuyển từ London sang New York của Mỹ. Được đặt chung mâm với những gia tộc lẫy lừng khác như Rothschild, Rockefeller, câu chuyện về gia tộc Morgan đã vượt xa lịch sử đơn thuần của ngành ngân hàng Mỹ. Đây chính là minh chứng rõ ràng nhất về sự tiến hóa của nền tài chính hiện đại. Chào mừng đến với Battleground khám phá. Hôm nay, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về gia tộc Morgan, một trong những đại gia tộc nổi tiếng nhất nước Mỹ, và cách mà gia tộc này đã từng bước thống trị nền tài chính của Hoa Kỳ. Gia tộc Morgan, cây đại thụ của nền tài chính hiện đại. Cây viết Ron Chernow, tác giả của cuốn The House of Morgan, đã từng đặt câu hỏi: liệu có tồn tại một doanh nghiệp gia đình hoặc một công ty nào đó mà câu chuyện của họ đóng vai trò như một lăng kính soi chiếu toàn cảnh nền tài chính Mỹ không? Có khá ít dòng họ như vậy. Một vài cái tên như Rothschild đã qua thời kỳ hoàng kim từ lâu, mà chỉ có một doanh nghiệp, một dòng họ độc nhất, một cái tên duy trì sự thịnh vượng trong suốt cả thế kỷ, đó chính là JP Morgan. Lịch sử nhân loại đã từng chứng kiến sự lên ngôi và sụp đổ của rất nhiều hệ thống ngân hàng lớn. Thế nhưng có lẽ rằng chưa có một tổ chức hay một ngân hàng nào lại ẩn chứa bên trong mình nhiều giai thoại, nhiều bí mật và nhiều chủ đề gây xôn xao dư luận như gia tộc Morgan. Trong bức tranh lịch sử rộng lớn, gia tộc Morgan đã nổi bật như là một biểu tượng của quyền lực và sự giàu có. Từ nguồn gốc khiêm tốn tại Sewell, Miles Morgan đã vượt Đại Tây Dương vào thế kỷ thứ 17 và đặt nền móng cho một dòng họ sẽ trở thành những người khổng lồ trong ngành ngân hàng của Mỹ. Giai đoạn vào cuối thế kỷ thứ 19, Junius Spencer Morgan, lãnh đạo đầu tiên của dòng họ Morgan, nhận ra được tiềm năng của nền tài chính châu Âu và muốn vươn mình tới đó. Với sự kiên trì và tài thuyết phục tài tình, Junius đã bán thành công trái phiếu của chính phủ và liên bang cho nhà đầu tư ở London. Điều này giúp cho mối quan hệ ngân hàng của Mỹ và các nhà đầu tư của London tốt đẹp hơn rất nhiều. Và hơn cả thế, nó cho thấy tham vọng lớn lao của gia tộc Morgan, đó là vươn tầm ảnh hưởng ra ngoài nước Mỹ. Và chỉ một hành động đó thôi, nó đã tạo ra một bệ phóng tuyệt vời cho con trai ông, John Pierpont Morgan, người được mệnh danh là ngôi sao sáng nhất của cả gia tộc. Và John Pierpont Morgan quả thực đã không phụ lòng người cha của mình. Ông đã tạo ra cả một đế chế tài chính không ai sánh kịp. John Pierpont đã nỗ lực không biết mệt mỏi trong suốt nhiều năm
với hàng loạt các dự án lớn nhỏ. Năm 1861, cuộc chiến lớn nhất của đất nước Hoa Kỳ thời đó đã nổ ra. Cuộc nội chiến Mỹ giữa hai phe miền Bắc và phe miền Nam. Cả đất nước Mỹ đã rơi vào cảnh hỗn loạn. Không chỉ xã hội Mỹ xáo trộn, mà nền kinh tế của Mỹ cũng bị đình trệ và ảnh hưởng vô cùng nghiêm trọng. Với phần đông, đây là một giai đoạn khủng hoảng kinh tế vô cùng khó khăn. Thế nhưng riêng với Pierpont Morgan, ông lại xem đây là cơ hội ngàn năm có một. Khi nội chiến diễn ra, mọi người còn đang hoang mang do nền kinh tế bấp bênh, thì John Pierpont, khi đó mới 24 tuổi, thậm chí còn chưa có nhiều kinh nghiệm trên thương trường, lại thấy đây là một cơ hội rất tốt để đầu tư. Lợi dụng tình hình giá vàng đang lên xuống thất thường, ông đã thuyết phục tập đoàn đầu tư vào loại mặt hàng này. Đây là một quyết định mang tính vô cùng mạo hiểm, khi không ai có thể đoán trước được tình hình chiến sự, cũng như nền kinh tế sẽ đi về đâu. Bởi một lẽ tất yếu, khi khủng hoảng xảy ra, tiền mặt là vua. Chẳng ai muốn đầu tư vào một loại tài sản có giá trị bấp bênh ở thời điểm đó như vàng cả. Thế nhưng, với một bộ óc thiên tài và khả năng phán đoán thiên bẩm, Pierpont Morgan vẫn kiên định với ý tưởng của mình, bất chấp sự phản đối của nhiều người. Và cuối cùng, thời gian đã trả lời, ông đã chính xác. Trong lúc mà mọi người bán vàng để lấy tiền mặt, thì Morgan lại liên tiếp thu mua và gom vàng lại. Cho tới khi cuộc chiến tranh kết thúc, tình hình ổn định trở lại. Lúc này, nhu cầu về vàng lại tăng trở lại, khiến cho giá vàng tăng vọt. Và tới khi này, phần lớn lượng vàng trên thị trường đều đã nằm trong tay của Morgan. John Pierpont đã có thể tự điều chỉnh thị trường vàng theo ý muốn của mình. Khi Mỹ trải qua cuộc khủng hoảng năm 1893, ông cùng gia đình Rothschild đã hỗ trợ cho kho bạc nhà nước 100 tấn vàng để giúp thị trường tài chính ổn định. Và hành động này lại tạo nên mối liên hệ chặt chẽ của gia tộc Morgan với giới chính trị Mỹ. Gia tộc Morgan khi này không chỉ là một thế lực hùng mạnh trên thị trường tài chính, mà họ còn có được vị thế vững chắc về chính trị khi được giới lãnh đạo bảo kê. Năm 1889, Morgan tiếp tục thành lập US Steel. Đây là công ty có giá trị tỷ đô đầu tiên trên thế giới, gấp đôi toàn bộ ngân sách của Mỹ trong năm đó. US Steel đã giúp Mỹ trở thành một siêu cường kinh tế toàn cầu, đưa vị thế của gia tộc Morgan thành một tập đoàn quyền lực và là nhà sản xuất thép lớn nhất thế giới. Vào thời kỳ đỉnh cao của thế kỷ 20, JP Morgan có khối tài sản lớn tới mức đã giúp cả nước Mỹ thoát khỏi cảnh nợ nần. Cụ thể là vào đầu thế kỷ 20, chính phủ Mỹ khi đó đang vướng vào những khoản nợ khổng lồ. Mỹ đang ngày càng tới gần với cái danh quốc gia mang nợ. Lúc này, John Pierpont Morgan đã đứng ra giúp Mỹ có một dòng tiền tệ ổn định để thoát khỏi thời kỳ khó khăn. Gia tộc Morgan đã trở thành ân nhân của cả nước Mỹ. Sự thống trị của gia tộc Morgan trên bản đồ kinh tế toàn cầu không chỉ là kết quả của sự giàu có và sự quyền lực, mà còn là biểu tượng của sự thông minh, của tầm nhìn và khát vọng không ngừng. Họ đã xác định tiền đề cho một thế giới, mà trong đó, tài chính và ngân hàng không chỉ là công cụ, mà còn là trung tâm của sự phát triển và đổi mới. Nếu yêu thích lịch sử Mỹ và đam mê những câu chuyện đằng sau nền kinh tế hùng mạnh bậc nhất thế giới này, bạn sẽ không thể nào bỏ qua bộ sách Tài phiệt kiến tạo nước Mỹ. Không chỉ đơn thuần là ghi chép lại lịch sử của những hào môn bạc tỷ, đây là dữ liệu quý giá về nền chính trị xã hội và nền kinh tế Mỹ thời bấy giờ. Bên cạnh đó, bộ sách là tổng hợp hàng loạt những bài học kinh doanh đắt giá, được thể hiện qua những cuộc đối đầu gay cấn và những thuyết âm mưu, những bí ẩn về lòng tham và khát vọng. Một nước Mỹ hùng mạnh với khung cảnh chính trị, xã hội, kinh tế sẽ hiện lên sống động qua từng trang sách, được lồng ghép khéo léo qua các sự kiện lớn trong cuộc đời của bốn nhà đại tư bản là Vanderbilt, đế chế Koch, gia tộc Morgan và gia tộc Rockefeller. Mời bạn khám phá ngay bộ sách dưới phần bình luận và mô tả của video. Thời kỳ của các ông trùm. Gia tộc Morgan không chỉ cực kỳ hùng mạnh mà họ còn vô cùng đặc biệt. Họ được người ta nhắc tới với những khối tài sản khổng lồ, những phi vụ thao túng kinh điển. Thế nhưng hơn cả vậy, gia tộc này còn đặc biệt nổi tiếng với một hệ tư tưởng riêng biệt, một phong cách kinh doanh không giống bất cứ ai. Và thật thú vị ở chỗ, cũng giống như món bò bistec, đôi khi cần một nhành hương thảo để trở nên hảo hạng, thì chính phong cách khác biệt đó cũng đã là một nhân tố quan trọng tạo nên sự thành công vĩ đại của gia tộc này. Julius Morgan, người sáng lập ra JP Morgan & Company, ông đã tạo ra một ngân hàng buôn kinh điển, một ngân hàng khác biệt trong thời bấy giờ. Thay vì quảng cáo rầm rộ,
tiếp bất kỳ một khách hàng nào miễn là họ có tiền, thì ngân hàng của Julius lại tồn tại với nguyên tắc quý ông. Đó là không quảng cáo, không treo biển ở cửa, khách hàng phải được giới thiệu, không cạnh tranh về giá. Họ đi theo con đường bán buôn như truyền thống xa xưa của những người châu Âu. Đó là chỉ phục vụ chính phủ, phục vụ những tổ chức lớn và những cá nhân giàu có. Họ thể hiện sự kiêu ngạo, sự kén chọn, thế nhưng cũng chẳng kém phần xa hoa. Nó tạo ra một sức hút không thể tả được, mà rất nhiều khách hàng muốn được họ chọn. Ngân hàng đỉnh cao đẳng cấp này sau đó được truyền lại cho John Pierpont Morgan, con trai cả của Julius. Khi vừa gia nhập công ty, chàng thanh niên này đã vận dụng khả năng toán học của mình để nhanh chóng nắm rõ những nguyên tắc quan trọng trong kinh doanh, vốn vô cùng phức tạp. Năm 1857, Julius đã cử Pierpont tới New York để bắt đầu phát triển một sự nghiệp riêng. Và ngay lập tức, Pierpont đã biến chi nhánh của tập đoàn tại đây trở thành một thế lực hùng mạnh của ngành tài chính. John Pierpont Morgan đã nhanh chóng cho thấy tố chất thủ lĩnh và sở hữu đầy đủ khả năng để trở thành người kế thừa xứng đáng. Morgan đã sớm thể hiện tinh thần liều lĩnh và sự chủ động của mình. Nhận thấy được tiềm năng của con trai, Julius đã không ngần ngại mà trao cả sự nghiệp của mình cho John Pierpont. Đây có lẽ sẽ là quyết định đúng đắn nhất trong cuộc đời của ông. Được coi là quái thú, John Pierpont Morgan đã giúp JP Morgan Chase ở trên đỉnh cao quyền lực trong suốt hơn một thế kỷ. Đối với phe ủng hộ, ông là người chủ ngân hàng luôn giữ chữ tín trong từng lời nói và chốt một phi vụ giao dịch bạc tỷ chỉ bằng một cái bắt tay. Phe chỉ trích thì lại nói ông là tên bạo chúa đạo đức giả, chuyên đàn áp các công ty nhỏ hơn. Với sự lớn mạnh không ngừng, tập đoàn Morgan có rất nhiều kẻ thù. Thế nhưng cũng chính những kẻ thù đó lại luôn thèm khát được ông thâu tóm. Ngày mà John Pierpont Morgan tới phố Wall, mọi thứ chỉ như là một mớ bỏng bỏng với tình trạng cạnh tranh lợi ích gay gắt và là một trong nhiều trung tâm tài chính vẫn đang chật vật với những tàn dư của chủ nghĩa thực dân. Nhưng rồi tới ngày ông rời khỏi phố Wall, nơi đây lại trở thành một nhóm các doanh nghiệp lớn gắn bó chặt chẽ với nhau, dẫn đầu một trong những nền kinh tế phát triển nhanh nhất thế giới. Tất cả đã chứng minh cho sự vĩ đại của Pierpont Morgan. Được mệnh danh là Napoleon của phố Wall, JP Morgan đóng vai trò quan trọng trong việc đưa nền kinh tế non trẻ của Mỹ trở thành một cường quốc công nghiệp lớn mạnh nhất thế giới trong suốt nửa sau của thế kỷ 19. Đầu thế kỷ 20, ông đã thành lập những tập đoàn công nghiệp hùng mạnh và góp phần thay đổi trung tâm tài chính thế giới từ London sang New York. Trong cuộc đời mình, ông đã đảm nhận nhiều vai trò là chủ ngân hàng, là một nhân viên tài chính và là một vị anh hùng. Tuy nhiên, để nói về sự kiện đáng nhớ nhất cuộc đời của John Pierpont, cũng là sự kiện giúp cho người đời mở mang tầm mắt về thế nào là quyền lực cực hạn của một cá nhân. Đó phải là ngày kinh hoàng năm 1907, còn được gọi là ngày hoảng loạn của các chủ ngân hàng. Đây là chiến công cuối cùng của John Pierpont. Sự hoảng loạn này xảy ra vào giai đoạn năm 1900, khi hầu hết các ngân hàng quốc gia và ngân hàng của các bang không thể tiếp nhận tài khoản tín thác như là di chúc, bất động sản, mà phải chuyển khách hàng từ các quỹ tín thác. Theo truyền thống, các quỹ này đồng nghĩa với đầu tư an toàn. Tuy nhiên, đến năm 1907, các quỹ này đã khai thác những lỗ hổng pháp lý tới mức trở nên cực kỳ đầu cơ. Họ cho vay quá nhiều cổ phiếu, tới nỗi đến tháng 10 năm 1907, một nửa khoản vay ngân hàng ở New York được đảm bảo bằng thế chấp chứng khoán. Một tình cảnh vô cùng bấp bênh. Sự hoảng loạn có thể đã trở nên sâu sắc hơn nếu không có sự can thiệp của Pierpont. Trong 2 tuần, ông đã cứu được một nửa số công ty tín thác và một công ty môi giới hàng đầu, giải cứu cả thành phố New York và sàn giao dịch chứng khoán. Ông đã cam kết bỏ ra một khoản tiền lớn của mình và thuyết phục các ngân hàng đối thủ khác của New York cũng làm như vậy. Cách mà ông thuyết phục các chủ ngân hàng khác cũng rất đặc biệt. Theo người chứng kiến kể lại, người ta không tài nào có thể nghĩ ra một nơi gặp gỡ cho đám chủ ngân hàng đang lo lắng phi lý hơn vậy. Đó là một căn phòng chứa những bức tranh tuyệt đẹp, treo cao trên tường, các cuốn kinh thánh và các bản dự thảo dát vàng từ thời Trung Cổ. Các chủ ngân hàng đã ở trong căn phòng đó và bị mặc cả với những lời nói đanh thép của John trong suốt cả đêm. Ngay ngày hôm sau, ông đã huy động được 25 triệu đô la. Giam cầm đối thủ, đưa ra thời hạn và sự xuất hiện đột ngột tới đáng sợ, Pierpont đã vận dụng thuần thục những thủ đoạn của mình. Việc Pierpont cứu các quỹ tín thác quả là một câu chuyện mỉa mai, vì những quỹ này là những kẻ thù không đội trời chung với các định chế của phố Wall. Tuy nhiên, những việc ông làm là vì kinh tế và nền tài chính của nước Mỹ. Chiến thắng vang dội của ông cũng đã phải trả một cái giá quá đắt. Cuộc khủng hoảng đã thể hiện quyền lực khủng khiếp của John Pierpont.
khi mà một cá nhân lại có thể huy động được một nguồn tiền khổng lồ trong một khoảng thời gian vô cùng ngắn như vậy, điều mà đến chính phủ cũng chẳng thể làm được. Điều này đã khiến chính phủ phải e dè. Dù John Pierpont là ân nhân của họ, nhưng nước Mỹ đã quyết định rằng không bao giờ họ để cho quyền lực khủng khiếp như vậy tập trung trong tay một người nào trong một lần nào nữa. Năm 1907 là lần cuối cùng mà đám chủ ngân hàng đóng vai trò lớn hơn nhiều cơ quan quản lý trong một cuộc khủng hoảng. Sau này, con lắc đã dứt khoát phải nghiêng về cơ quan quản lý tài chính của chính phủ. Thời kỳ ngoại giao. John Pierpont Morgan, thủ lĩnh vĩ đại của gia tộc Morgan, đã qua đời vào năm 1913. Ngai vàng giờ đây được truyền lại cho con trai cả của ông là Jack Morgan. Jack thì có vẻ ngoài giống hệt với cha mình. Cả hai thì đều cao gần 1m9, vai rộng, thân hình vạm vỡ. Thỉnh thoảng người ta bắt gặp cảnh Jack dùng gậy đe dọa một phóng viên, mà trong giây lát họ không thể nhận ra đó là Morgan cha hay Morgan con. Thế nhưng hai người lại trái ngược nhau về tính cách. Jack thì có nội tâm và cách sống theo kiểu bớt cực đoan hơn Pierpont. Nhiều người đánh giá Jack bước vào cuộc chiến rất dè dặt và an toàn. Ông thiếu đi sự quyết đoán, khả năng lãnh đạo cùng tầm nhìn xa như cha mình. Cho nên dù Jack Morgan nắm quyền, nhưng người ta vẫn thường nói thừa kế thực sự của gia tộc Morgan vẫn chỉ là ngân hàng JP Morgan, di sản của người cha Pierpont Morgan, thu hút khách hàng giàu có bằng vẻ ngoài sang chảnh của nó, như những hàng ghế da, những cái đèn bằng đồng được đánh sáng bóng, hay những phòng ăn riêng chuyên được sử dụng để tổ chức tiệc cho các chủ tài khoản bằng thực đơn được chạm khắc là một món quà lưu niệm. Không chỉ dừng lại tại đó, nó cũng không tùy tiện nhận tiền từ bất cứ một cá nhân nào. Những khách hàng đến gửi tiền tại ngân hàng này đều ít nhiều phải có mối liên hệ với đó. Kinh khủng hơn, ngân hàng này còn yêu cầu mỗi tài khoản cá nhân phải có ít nhất là 5 triệu đô la và ít khi giảm chi tiêu xuống 2 triệu đô. Tuy nhiên có một điều kỳ lạ ở đây. Đối với các tài khoản cá nhân, ngân hàng này không hề tỏ ra quá phù vập. Nó cũng không lập nhiều văn phòng đại diện tại nhiều địa điểm, mà thay vào đó, ngân hàng này là để khách hàng phải tự tìm tới họ. JP Morgan & Co. hiện hữu thật là ngạo nghễ, lạnh lùng, thế nhưng thật quyến rũ. Có thể nói rằng, ngày nào mà JP Morgan còn tồn tại, thì ngày đó John Pierpont Morgan vẫn còn sống mãi. Khác biệt là vậy, thế nhưng Jack thì vẫn là người nhà Morgan. Dưới thời của ông, gia tộc Morgan vẫn đạt tới đỉnh cao chưa từng có. Mà theo tờ New York Times, thì đây không phải là một ngân hàng lớn, kiểu như có hàng tá tổ chức lớn, mà đây phải là một đế chế. JP Morgan trở nên có tầm ảnh hưởng sâu rộng tới nước Mỹ, tới mức mà khi Fed, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ hay Ngân hàng Trung ương Mỹ được hình thành vào năm 1913, thì người ta vẫn cho rằng nhà Morgan thực chất là đứng sau tổ chức này. Giới tài chính vẫn thường gọi Fed bằng một cái tên khác, đó là Morgan Bank. Các ngân hàng Morgan khi này đóng vai trò môi giới quyền lực và đại diện không chính thức của chính phủ tại các hội nghị toàn cầu, là thân tín của các nhà vua, tổng thống và giáo hoàng. Họ vận hành dưới sự giám sát chặt chẽ của Washington hay Nhà Trắng trong các giao dịch ở nước ngoài. Đối với thế giới bên ngoài, họ được xem như bộ mặt hữu hình của các chính sách mà chính phủ Mỹ đưa ra. Ở các quốc gia sở tại, họ tiếp tục giữ vai trò là ngân hàng truyền thống đối với những công ty mà nhu cầu hỗ trợ tài chính ngày càng suy giảm. Dù đạo đức kinh doanh của họ trong sáng, thế nhưng với khả năng ngoại giao quá đà trong Thế chiến II, nó đã khiến cho JP Morgan xuất hiện ở tất cả các phía của cuộc chiến. Trong Thế chiến II, nhiều người cho rằng gia tộc Morgan đã đứng đằng sau giật dây Nhật Bản tấn công Trân Châu Cảng bằng cách âm mưu phân chia lại lợi ích chiến tranh với hai trong những tập đoàn lớn nhất đế quốc Nhật Bản lúc bấy giờ là Mitsubishi và Mitsui. Cho dù là sự tồn tại độc nhất, thế nhưng do đã can thiệp quá sâu vào chính trị, nên chính phủ Mỹ đã không khỏi dè chừng gia tộc Morgan. Đế chế này bắt đầu sụp đổ sau khi bộ luật ngân hàng Glass-Steagall được ban hành vào năm 1933, buộc Morgan và các công ty tài chính khác phải tách riêng các hoạt động ngân hàng và hoạt động chứng khoán. Đã phải đối đầu với rất nhiều cuộc khủng hoảng từ khi cha mình mất, nhưng đây là lần đầu tiên mà Jack đứng trước một tình cảnh khó khăn như vậy. Và cuối cùng, Jack đã phải bỏ công ty cùng với khoảng hàng tá nhân viên khác để thành lập ngân hàng đầu tư Morgan Stanley. Khi tách ra khỏi tập đoàn JP Morgan, ngân hàng Morgan Stanley đã dần rời xa gốc rễ của mình. Thế nhưng với tài năng của những vị lãnh đạo, từ năm 1935 đến năm 1970,
như một lẽ tất yếu, Morgan Stanley lại một lần nữa giành được vị trí thống trị. Nó cho thấy tài năng tuyệt đối của gia tộc này. Khách hàng của họ bao gồm 6 trên 7 công ty dầu mỏ có tiếng và 7 trên 10 công ty lớn nhất nước Mỹ. Đầu năm 1980, Morgan Stanley vẫn là nhà cố vấn sáp nhập hàng đầu của Mỹ, đạt 60 tỷ đô la trong vòng nửa năm, một thành tích không tưởng. Còn đối với khách hàng, Morgan Stanley đòi hỏi một quan hệ độc quyền. Đến cả Bộ Tư pháp cũng từng ca thán về những chiếc còng tay bằng vàng này, thế nhưng không thể nào phá bỏ chúng. Vì họ không thấy bị cầm tù, ngược lại họ còn khao khát sở hữu mối dây liên hệ với sự bí ẩn của nhà Morgan. Sự khoa trương này chính là hình thức quảng cáo khôn ngoan, giúp cho Morgan Stanley trở thành một chiếc Rolls Royce trong các ngân hàng đầu tư. Thế nhưng, bất cứ anh hùng nào cũng có những điểm yếu. Dù đã hùng mạnh tuyệt đối, thế nhưng người ta thì vẫn luôn chỉ trích về thái độ kiêu ngạo của Jack Morgan với sự thành công quá lớn. Khi một cổ đông rời đi và chuyển sang ngân hàng First Boston, Jack Morgan đã chẳng nể nang mà mỉa mai thẳng: "Thật là thú vị, bây giờ anh có thể làm việc với danh sách khách hàng hạng 2 của tôi." Hay là bản phác thảo với tiêu đề: "Nếu Chúa muốn đầu tư tài chính, chắc chắn Ngài sẽ gọi tên Morgan Stanley." Trong một cuộc họp thường niên, khi được hỏi về danh sách những khách hàng vãng lai, câu trả lời nhận được từ Jack đó là: "Chúng tôi không có khách hàng vãng lai." Và tất cả những điều đó đã là bước tiền đề để khiến cho Morgan dần suy yếu về sau này. Thời kỳ canh bạc. Ngân hàng Morgan Stanley tuy mạnh nhưng nay đã lỗi thời. Jack Morgan là một ông chủ ngân hàng kiểu mẫu. Ông trân quý danh dự, thế nhưng đã không còn phù hợp với thời kỳ đại suy thoái. Liệu có thể nói rằng ông sinh ra nhầm thời không? Khi mà một người đàn ông kín đáo, dè dặt lại làm lãnh đạo trong một thời đại đầy biến động và nhiều sự thử nghiệm. Và tất nhiên là không rồi. Trong thời điểm mà cần những suy nghĩ mới, những ý tưởng mới, Jack chỉ nhắc lại những nguyên tắc kinh tế cũ rích. Và ông thì luôn suy nghĩ những gì ông cho là trái nhân phẩm trong hàng giờ liền. Thay vì lắng nghe, công bằng và cởi mở, thì ông chỉ thấy chúng thật xấu xa và thâm hiểm. Những năm cuối đời, Jack Morgan dường như buông bỏ tất cả. Morgan Stanley đã lui về thế giới của sự bí ẩn và đạo mạo. Jack nhanh chóng hòa nhập với vai trò mới là chủ tịch hội đồng quản trị. Ông ngày càng nhẹ nhàng và ân cần hơn, khác với trạng thái khi mới tách ra từ JP Morgan. Lúc này, Jack đang sống những ngày thoải mái nhất cuộc đời của mình, tự do và biết ơn những điều nhỏ nhặt nhất trong cuộc sống. Năm 75 tuổi, ông qua đời vì một cơn đột quỵ. Sự ra đi của Jack bất ngờ lại không có ảnh hưởng tới thời điểm bấy giờ. Tuy nhiên, sự nghiệp mà ông gây dựng cả đời lại phải đối mặt với một cơn bão lớn. Một cổ đông tên là Thomas Lemao sau đó đã trở thành chủ tịch và đặt dấu chấm hết cho triều đại của gia tộc Morgan. Lần đầu tiên trong gần một thế kỷ, không còn một thành viên nào của gia đình Morgan lãnh đạo tập đoàn này. Sau Thế chiến II, tại thời điểm này, các ngân hàng bắt đầu mất dần quyền kiểm soát đối với khách hàng của mình trong những cuộc cạnh tranh khốc liệt của thị trường toàn cầu. Các tổ chức đa quốc gia đã phát triển mạnh hơn các ngân hàng và đối đầu với họ cả về nguồn vốn lẫn những chuyên gia tài chính. Họ đưa ra những nguồn lực đối kháng mới, cùng với việc các công ty và chính phủ có khả năng huy động vốn bằng nhiều loại tiền tệ ở nhiều quốc gia. Cán cân quyền lực đã không còn nghiêng về phía ngân hàng. Giờ đây, các ông chủ của phố Wall đã mất dần vị trí độc tôn. Một ngân hàng tư nhân như JP Morgan sẽ không thể nào trở thành một đế chế tài chính hùng mạnh nhất thế giới nữa. Trong thời đại mà những tin tức hàng ngày đều nói về các giao dịch lớn với giá trị hàng tỷ đô la, thì việc cán cân quyền lực không còn nghiêng về ngân hàng có vẻ thiếu hợp lý. Tuy nhiên, câu chuyện của Morgan lại cho thấy phong cách mới của nền tài chính, đó là phải chấp nhận tính rủi ro cao. Còn không, đây quả thực là dấu hiệu cho thấy sự suy yếu của phía ngân hàng. Đây quả thực là một canh bạc vô cùng mạo hiểm, và nó đúng với cái tên của kỷ nguyên này, đó là thời đại canh bạc. Thomas Lemao, ông vua mới không cùng huyết thống với nhà Morgan, đã quyết định chơi một ván bài lớn. Nhận thấy sẽ không thể bó buộc khách hàng cũ trong mối quan hệ độc quyền, Thomas đã chấp nhận rũ bỏ cái mác quý tộc và vội vàng tìm kiếm một thị trường mới, và nơi được chọn là thị trường châu Âu. Và tại đây có một miền đất hứa dành cho ngân hàng này, và miền đất ấy chính là thế giới của những vụ thâu tóm khốc liệt. Khi nhảy sang miền đất hứa này, bản thân các ngân hàng quý tộc sẽ được giải cứu, thế nhưng mặt trái là phải chấp nhận sự phân chia quyền lực, đó là họ không thể giữ thế độc tôn nữa. Tập đoàn Morgan
đã sáp nhập với một ngân hàng thương mại lớn khác vào năm 1959. Trong hơn một thập niên sau đó, họ bắt đầu kinh doanh bảo hiểm chứng khoán ở châu Âu, nơi mà những quy định ngân hàng vẫn còn chưa khắt khe. Thế nhưng họ vẫn mơ ước trở lại với việc kinh doanh tại quê nhà. Một năm sau khi giúp Mexico kiểm soát được nợ, ước mơ của họ đã trở thành sự thực. Cục Dự trữ Liên bang Mỹ đã rút ra lệnh cấm và vào năm 1989, JP Morgan lại được tham gia vào lĩnh vực tài trợ công ty. Công ty đã nhanh chóng quay lại đường đua và giá trị cổ phiếu của họ cũng nhanh chóng đạt giá trị cao nhất trong số tất cả các ngân hàng trên toàn nước Mỹ. Trong suốt thập niên 90, Morgan thúc đẩy hướng bảo hiểm kinh doanh ở Mỹ, đồng thời mua lại 45% cổ phiếu của công ty đầu tư American Century. Bước đi này đã làm tăng tổng thu nhập của cả công ty. Thế nhưng họ thì vẫn chỉ được xếp hạng ở nửa dưới trong số các công ty bảo hiểm có cổ phần ban đầu và các thỏa thuận thương mại hấp dẫn khác. Morgan đã thuê nhiều chuyên gia để tập trung vào lĩnh vực viễn thông, công nghệ cao và các công ty Internet, đồng thời mở ra một bộ phận gọi là lá Morgan để phát triển các dịch vụ thương mại điện tử. JP Morgan, dù trong trạng thái nào, vẫn luôn giữ sự hiếu chiến và nhạy bén của mình. Cũng phải thôi, đã duy trì đỉnh cao quyền lực trong suốt 4 thập kỷ thì không có lý do gì mà đế chế này không muốn lấy lại hào quang trong quá khứ của mình. Thế nhưng đó là điều mà JP Morgan mong muốn. Còn thời cuộc giờ đây đã thay đổi rất nhiều. Để rồi khi không cạnh tranh được với những tập đoàn lớn và không kịp thích ứng với ngành công nghiệp đang định hình lại, vào tháng 9 năm 2000, họ chấp nhận để tập đoàn Chase Manhattan mua lại với giá khoảng 31 tỷ đô và chấm dứt thời kỳ đỉnh cao của gia tộc Morgan. Tuy nhiên cũng không thể phủ nhận được một thực tế rằng sẽ không bao giờ có một ngân hàng nào quyền lực, bí ẩn hay giàu có như gia tộc Morgan nữa. Sẽ không có một doanh nghiệp nào có thể mô phỏng những gì mà Rothschild thể hiện trong thế kỷ 19 hay Morgan trong thế kỷ 20 trong vòng 100 năm tới.